cây kem mát lạnh. Cây kem mát lạnh. Yeah. Ủa hay vậy ta. Cây kem mát lạnh. Bốn chữ. Không chuột phát nào. Không chuột phát phát nào. Không trượt phát nào. Phát nào. Yeah. Không trượt phát nào. Ủa. Xuyên quang mang. Xuyên quang mang. Ờ. Dân xuyên hay sao mỗi ngày á. Mỗi ngày. Mấy từ. Sai. Trời ơi. Rớt ghế luôn rồi. Trời ơi trời. Nhanh lên. Nhanh lên. Ngủ nướng hả? Không. Ngủ nướng. Cái gì? Ngủ nướng. Đúng rồi, đúng chính rồi. Xác. Rồi. Để chỉnh lại. Vi Vân á, hồi xưa là câu. Hồi xưa Vân là cái gì? Trót cất, ngủ cất. Sai. Nói gì vậy? Đúng hai chữ. Đem về để chăm nuôi ngủ cất. Đúng chính rồi. Xác. Đúng rồi. Rồi, bốn chữ. Rồi, bây giờ là shopping. Mua sắm online. Trời ơi. Rớt ghế luôn rồi. Trời ơi trời. Nhanh lên. Nhanh lên. Ngủ nướng hả? Không. Đúng rồi. Cái gì? Ngủ nướng. Đúng rồi. Chính xác. Rồi. Để chỉnh lại. Vi Vân á, hồi xưa là câu. Hồi xưa Vân là cái gì? Trót cất, ngủ cất. Sai. Nói gì vậy? Đúng hai chữ. Đem về để chăm nuôi ngủ cất. Đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi. Rồi. Rồi, bây giờ là shopping. Mua sắm online. Ủa sai. Đúng hai chữ. Mua hàng online. Sai. Mua hàng trên mạng. Sai. Đặt hàng trên mạng. Sai. Mua điện tử. Sai. Mua điện tử. Livestream là cái gì? Livestream. Mua hàng trực tuyến. Đúng rồi. Sai. Sai luôn. Sai. Bốn chữ. Đúng rồi. Mua hàng trực tuyến. Sai. Hàng trực tuyến. Sai. Chữ kia là đúng rồi. Mua sắm trực tuyến hả? Tuyến. Đúng rồi. Đón xem Tranh Tài Đoán Ý được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và 12:30 trên kênh YouTube Be Official.